cảm thấy đóng lên không chỉ mình em muốn chú ý hai việc thôi. Ừ, chú đau lắm mà mấy năm nay không thấy nó khỏi. Đau xem. Chú có bị sốt không ạ? Có. Em chưa bị sốt. Chán thì chú đỡ rồi. Đi cái chân chú đau lắm, không biết làm sao. Chú đau lắm. Chú rất là đau. Đấy, chú rất là rất là thế nào đau luôn. Cái này chỉ bị sớt ngoài da thôi, không bị đấy rồi. Cái này chắc chú chỉ để cho nó lăn ra cho nó bị đấy rồi. Ừ, đau lắm thì chú co lại không được, co đau lắm. Cái này chắc bị nhiễm trùng. Ừ, chú nghĩ nhiễm trùng người sốt. Nó nằm để cháu lấy thuốc xem đi. Ây, xem chú. Mẹ thấy nó đau quá. Qua bên kia thì không đau mấy. Được rồi, để cháu xem. Ừ. Chạm để cháu lấy thuốc kháng sinh đây. Mỗi bữa chú uống 2 viên. Ừ. Đây, để cháu để. Đây, để cháu xin.
tình trạng của chú bình thường hay vẫn ổn ạ? Chỉ cần cô chú ăn uống điều độ là hai hôm nữa sẽ khỏe. Cô cảm ơn cháu nhé. Cháu bị công việc của cháu. Cháu xin. Cô cảm ơn cháu nhé. Vâng. Cái này vẫn bệnh vẫn bình thường ạ. Đi cháu về nhé. Anh cứ nghỉ ngơi nhé, để em đi làm nhé.
khác. Cũng có mà chơi.